UNESCO, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, biểu diễn dân ca quan họ, định kỳ tổ chức festival và chương trình về miền quan họ, đã phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể giai đoạn 2018-2022, quy hoạch chi tiết quần thể văn hóa khu thủy tổ quan họ Bắc Ninh, xây dựng nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh, phục dựng các nhà chứa quan họ. Anh chưa đến làng quan họ, trọn tình nghe canh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông cầu, ngàn đời vui sông nước lơ thơ. Anh cũng chẳng biết đến bao giờ, ngồi tựa mạn thuyền buông câu hát đợi chờ. Anh chưa đội chiếc nón và hỏi xem nay đã mới hẹn mấy hò, mà sao người quan họ cứ giấu nụ cười thầm trong vành nón ba tầm. Và trong tà áo tứ thân đi hội mùa xuân. Anh đang ở xa lắm, là kỳ thay nghe em hát dân ca. Anh lắng nghe câu quan họ sớm chiều, có niềm tin mang tình em vô bến vô bờ. Lời thủy chung son sắt từng giờ, cùng em câu hò hẹn hội liêm quê mình. Anh đang ở nơi ấy, mặc dù xa anh vẫn nhớ vẫn thương. Anh lắng nghe câu quan họ sớm chiều, ấy là khi những nụ xuân đang hé môi cười, là bài ca em nhắn tới người, cùng em câu hò hẹn hội liêm quê mình. Xa lắm là kỳ thay nghe em hát dân ca. Anh thấy yêu câu quan họ quê nhà, có niềm tin mang tình em vô bến vô bờ. Lời thủy chung son sắt từng giờ, cùng em câu hò hẹn hội liêm quê mình. Anh đang ở nơi ấy, mặc dù xa anh vẫn nhớ vẫn thương. Anh lắng nghe câu quan họ sớm chiều, ấy là khi những nụ xuân đang hé môi cười, là bài ca em nhắn tới người, cùng em câu hò hẹn hội liêm quê mình. Cùng em câu hò hẹn hội liêm quê mình. Nhớ câu